Trong tiết học ngày hôm nay, cô cùng các con tìm hiểu về câu kể Ai thế nào. Sau tiết học ngày hôm nay, cô mong muốn chúng mình có thể nhận biết được câu kể Ai thế nào, xác định được bộ phận chủ ngữ, vị ngữ trong câu kể Ai thế nào, và sử dụng câu kể Ai thế nào để kể về các bạn trong tổ em. Để đạt được mục tiêu của bài học ngày hôm nay, bài học của chúng ta sẽ trải qua 3 phần. Phần thứ nhất, nhận xét. Phần thứ hai, ghi nhớ. Và cuối cùng là thực hành, luyện tập. Chúng ta sẽ đến ngay với phần đầu tiên, nhận xét. Trong phần nhận xét này, chúng ta có tất cả 5 yêu cầu. Yêu cầu thứ nhất, đọc đoạn văn sau. Bên đường, cây cối xanh nhà cửa thưa thớt dần. Đàn voi bước đi chậm rãi, chúng thật hiền lành. Người quản tượng ngồi vắt vẻo trên chú voi đi đầu. Anh trẻ và thật khỏe mạnh. Thỉnh thoảng anh lại cúi xuống như nói điều gì đó với chú voi. Để thuận tiện cho việc thực hiện những yêu cầu tiếp theo, cô cùng các con sẽ đếm xem trong đoạn văn này gồm có bao nhiêu câu văn. Câu văn thứ nhất, bên đường cây cối xanh Câu văn thứ hai, nhà cửa thưa thớt dần. Câu thứ ba, đàn voi bước đi chậm rãi. Chúng thật hiền lành là câu thứ tư. Câu thứ năm, người quản tượng ngồi vắt vẻo trên chú voi đi đầu. Câu thứ sáu, anh trẻ và thật khỏe mạnh. Và câu văn cuối cùng, câu thứ bảy, thỉnh thoảng anh lại cúi xuống như nói điều gì đó với chú voi. Trong 7 câu văn này, đầu là những từ ngữ chỉ đặc điểm, tính chất, trạng thái của sự vật. Đó chính là yêu cầu của phần thứ hai. Các con hãy nhớ lại những kiến thức mình đã từng được học để tìm đúng những từ ngữ chỉ đặc điểm, tính chất hoặc trạng thái của sự vật. Cô sẽ hướng dẫn chúng mình tìm từ ngữ chỉ đặc điểm đầu tiên. Trong câu văn thứ nhất, bên đường cây cối xanh chúng ta thấy xanh là đặc điểm của cây cối. Tương tự như vậy, các con hãy tiếp tục tìm những từ ngữ chỉ đặc điểm, tính chất, trạng thái của sự vật và dùng bút chì gạch chân những từ mình tìm được vào sách giáo khoa. Thời gian để các con thực hiện yêu cầu bắt đầu. Nào, chúng ta hãy cùng kiểm tra xem những từ mình tìm được có giống với của cô không nhé. Xanh là đặc điểm của cây cối. Ở câu văn thứ hai, thưa thớt dần cho chúng ta biết được trạng thái của nhà cửa. Câu văn thứ tư, thật hiền lành là đặc điểm của chúng, chính là đàn voi. Câu văn thứ sáu, trẻ và thật khỏe mạnh nói lên đặc điểm của anh, người quản tượng. Như vậy, trong 7 câu văn, chúng ta có tất cả 4 câu chứa những từ ngữ chỉ đặc điểm, tính chất, trạng thái của sự vật. Có bạn nào khi làm bài tìm những từ ngữ thuộc câu văn thứ 3, câu văn thứ 5 và thứ 7 không? Nếu có, các con hãy cùng chú ý lắng nghe cô Thi giải thích vì sao những từ ngữ ấy chưa đúng. Ở câu văn thứ 3, đàn voi bước đi chậm rãi. Chúng ta thấy một từ chỉ hoạt động của đàn voi, đó là bước đi. Chậm rãi là từ để miêu tả hoạt động bước đi. Vậy chậm rãi không phải là từ chỉ đặc điểm của sự vật. Câu văn thứ 5, ngồi là hoạt động của người quản tượng. Từ vắt vẻo dùng để miêu tả hoạt động ngồi. Vậy vắt vẻo cũng không phải là từ để miêu tả đặc điểm, phải không các con?
câu văn thứ 7. Thỉnh thoảng, anh lại cúi xuống như nói điều gì đó với chú voi. Câu văn này cho chúng ta biết hoạt động của người quản tượng. Vậy cả ba câu văn số 3, số 5 và số 7 thuộc kiểu câu nào mà chúng ta đã học nhỉ? À, đó là kiểu câu kể ai làm gì, nói lên hoạt động của sự vật trong câu. Chúng ta hãy cùng nhau quan sát lại bốn câu văn chứa những từ ngữ chỉ đặc điểm, tính chất, trạng thái của sự vật. Bốn câu văn này chính là kiểu câu kể ai thế nào. Chúng ta sẽ đến với yêu cầu thứ ba. Đặt câu hỏi cho những từ mà mình vừa tìm được. Cô sẽ hướng dẫn chúng mình đặt câu hỏi đầu tiên. Muốn biết đặc điểm của cây cối, chúng ta đặt câu hỏi: cây cối thế nào? Tương tự như vậy, các bạn hãy tiếp tục đặt những câu hỏi cho những từ mà chúng ta vừa tìm được. Và sau đây là đáp án của cô. Câu văn thứ hai, chúng ta sẽ đặt câu hỏi: nhà cửa thế nào? Muốn biết đặc điểm của đàn voi, chúng ta sẽ có câu hỏi: chúng thế nào? Và cuối cùng, muốn biết được đặc điểm của người quản tượng, chúng mình sẽ đặt câu hỏi: anh thế nào? Các con có nhận thấy điểm nào giống nhau ở những câu hỏi này không? À, những câu hỏi này đều được kết thúc bằng từ thế nào đấy các con ạ? Vậy, bộ phận trả lời cho câu hỏi thế nào chính là bộ phận vị ngữ trong câu kể ai thế nào. Vậy muốn tìm vị ngữ trong câu kể ai thế nào, chúng mình sẽ đặt câu hỏi gì? Chúng ta sẽ đặt câu hỏi thế nào để tìm được vị ngữ. Vừa rồi, chúng mình đã tìm hiểu và biết rằng trong câu kể ai thế nào có bộ phận vị ngữ. Vậy còn có bộ phận nào khác trong câu kể ai thế nào không? Chúng mình sẽ tìm hiểu ở những yêu cầu tiếp theo. Yêu cầu thứ tư, tìm những từ ngữ chỉ sự vật được miêu tả trong mỗi câu. Trong câu văn đầu tiên, bên đường, cây cối xanh um. Từ chỉ sự vật đó là cây cối. Tương tự như vậy, các con hãy dùng bút chì gạch chân vào sách giáo khoa những từ chỉ sự vật trong các câu còn lại. Chúng ta hãy cùng chú ý lắng nghe cô chữa bài xem những từ mà mình vừa tìm được đã đúng và đầy đủ chưa. Trong câu văn thứ hai, nhà cửa thưa thớt dần, chúng ta có từ chỉ sự vật là nhà cửa. Thật hiền lành là đặc điểm của đàn voi. Vậy sự vật được nói đến trong câu văn này đó là chúng, chính là đàn voi đấy các con ạ. Và câu cuối cùng, từ chỉ sự vật là anh, muốn nói tới người quản tượng. Chúng ta đã vừa cùng nhau hoàn thành được 4 yêu cầu của phần nhận xét rồi đấy. Còn chần chừ gì nữa, cô cùng các con hãy đến với yêu cầu cuối cùng thôi. Yêu cầu thứ 5, đặt câu hỏi cho các từ chỉ sự vật mà các con vừa tìm được. Để đặt câu hỏi cho từ cây cối, chúng ta có câu: cái gì xanh um? Tương tự như vậy, các bạn hãy đặt câu hỏi cho những từ chỉ sự vật còn lại nhé. Tiếp theo, chúng ta hãy cùng chú ý nghe cô chữa bài. Ở câu văn thứ hai, nhà cửa thưa thớt dần. Để tìm được sự vật trong câu, chúng ta đặt câu hỏi: cái gì thưa thớt dần? Câu văn thứ ba, chúng thật hiền lành. Chúng ta sẽ đặt câu hỏi: con gì thật hiền lành? Để tìm được sự vật được nói đến trong câu văn cuối cùng, chúng ta sẽ đặt câu hỏi: ai trẻ và thật khỏe mạnh?
Vừa rồi, chúng ta đã cùng nhau đặt được những câu hỏi ai, cái gì, con gì để tìm những sự vật trong câu. Và bộ phận trả lời cho câu hỏi ai, cái gì, con gì chính là chủ ngữ trong câu kể ai thế nào. Như vậy là các con đã hoàn thành xong phần nhận xét rồi đấy. Thực hiện được những yêu cầu của phần nhận xét là chúng mình đã tìm được hai bộ phận chính trong câu kể ai thế nào. Bộ phận thứ nhất là chủ ngữ, đó là những từ chỉ sự vật được nói đến trong câu và trả lời cho câu hỏi ai, cái gì, con gì. Bộ phận thứ hai là vị ngữ, là những từ ngữ chỉ đặc điểm, tính chất, trạng thái của sự vật và trả lời cho câu hỏi thế nào. Và đó cũng chính là ghi nhớ trong bài học ngày hôm nay của chúng ta. Các con hãy cùng cô đọc nội dung của phần ghi nhớ. Trong câu kể ai thế nào gồm có hai bộ phận. Bộ phận thứ nhất là chủ ngữ, trả lời cho câu hỏi ai, cái gì, con gì. Bộ phận thứ hai là vị ngữ, trả lời cho câu hỏi thế nào. Chúng ta vừa cùng nhau nhận xét để rút ra ghi nhớ của bài học. Các con hãy vận dụng những kiến thức vừa học để làm những bài tập trong phần luyện tập nhé. Bài tập thứ nhất, đọc và trả lời câu hỏi. Rồi những người con cũng lớn lên và lần lượt lên đường. Căn nhà trống vắng, những đêm không ngủ, mẹ lại nghĩ về họ. Anh Khoa hồn nhiên, sởi lời. Anh Đức lầm lì, ít nói. Còn anh Tịnh thì đĩnh đạc, chu đáo. Chúng ta hãy cùng đếm với cô trong đoạn văn này có tất cả bao nhiêu câu văn. Câu văn thứ nhất, rồi những người con cũng lớn lên và lần lượt lên đường. Câu văn thứ hai, căn nhà trống vắng. Câu văn thứ ba, những đêm không ngủ, mẹ lại nghĩ về họ. Câu văn thứ tư, anh Khoa hồn nhiên, sởi lời. Câu văn thứ năm, anh Đức lầm lì, ít nói. Và câu văn cuối cùng, câu văn thứ sáu, còn anh Tịnh thì đĩnh đạc, chu đáo. Yêu cầu tiếp theo là trong 6 câu văn này, các con hãy tìm xem đâu là những câu kể ai thế nào. Các con hãy dùng bút chì đánh dấu vào sách giáo khoa những câu kể ai thế nào. Và sau đây là đáp án của cô. Những câu kể ai thế nào có trong đoạn văn là câu văn thứ nhất, câu văn thứ hai, câu văn thứ tư, câu văn thứ năm và câu văn cuối cùng, câu văn thứ sáu. Trong đoạn văn này có câu văn số 3, những đêm không ngủ, mẹ lại nghĩ về họ. Đây là kiểu câu ai làm gì, phải không các con? Chúng mình hãy cùng nhau quan sát lại 5 câu kể ai thế nào mà chúng mình vừa tìm được. Trong khi làm bài, có bạn nào không đánh dấu vào câu văn số 1 không? Nếu có, chúng mình hãy lắng nghe cô giải thích vì sao câu văn này lại thuộc kiểu câu ai thế nào. Sự vật được nói đến trong câu là những người con. Phía sau có hai cụm từ. Cụm từ thứ nhất, cũng lớn lên, trả lời cho câu hỏi thế nào. Cụm từ thứ hai, lần lượt lên đường, trả lời cho câu hỏi làm gì. Vì cụm từ cũng lớn lên, trả lời cho câu hỏi thế nào đứng trước, nên chúng ta xác định câu văn này thuộc kiểu câu ai thế nào. Tiếp theo, chúng mình hãy xác định chủ ngữ, vị ngữ của những câu văn vừa tìm được. Các con hãy cùng nhớ lại xem, muốn xác định chủ ngữ, vị ngữ trong câu kể ai thế nào, chúng mình phải làm gì? Chắc hẳn là có rất nhiều bạn
đã trả lời được rồi đúng không? Muốn xác định chủ ngữ, vị ngữ trong câu kể ai thế nào, chúng mình phải đặt được những câu hỏi phù hợp. Cô sẽ hướng dẫn chúng ta xác định chủ ngữ, vị ngữ của câu văn đầu tiên. Muốn xác định chủ ngữ, chúng ta đặt câu hỏi: ai cũng lớn lên và lần lượt lên đường? Chúng ta trả lời là những người con. Vậy những người con là chủ ngữ. Để xác định vị ngữ, chúng ta đặt câu hỏi: những người con thế nào? Những người con cũng lớn lên và lần lượt lên đường. Vậy cũng lớn lên và lần lượt lên đường là vị ngữ. Các con lưu ý khi trình bày bài, các con nhớ gạch chéo phân cách giữa chủ ngữ và vị ngữ. Gạch một gạch dưới chủ ngữ và gạch hai gạch dưới vị ngữ. Tương tự như vậy, các con hãy tiến hành xác định chủ ngữ, vị ngữ của những câu văn còn lại. Tiếp theo, các con hãy chú ý quan sát phần chữa bài của cô. Câu văn thứ hai, căn nhà trống vắng. Để tìm chủ ngữ, chúng ta đặt câu hỏi: cái gì trống vắng? Câu trả lời là căn nhà. Vậy, căn nhà là chủ ngữ. Căn nhà thế nào? Căn nhà trống vắng. Vậy, trống vắng là bộ phận vị ngữ. Câu thứ tư, bộ phận chủ ngữ là anh Khoa. Và vị ngữ là hồn nhiên, sởi lởi. Câu thứ năm, anh Đức là chủ ngữ. Lâm Ly ít nói là vị ngữ. Câu cuối cùng, muốn tìm chủ ngữ, chúng mình đặt câu hỏi: ai đĩnh đạc, chu đáo? Chúng ta trả lời là anh Tịnh. Vậy anh Tịnh là chủ ngữ. Anh Tịnh thế nào? Anh Tịnh đĩnh đạc, chu đáo. Vậy đĩnh đạc, chu đáo là vị ngữ của câu. Như vậy, chúng ta đã vừa cùng nhau tìm được các câu kể ai thế nào và xác định được chủ ngữ, vị ngữ của các câu văn đó. Các con cần phải nhớ, muốn xác định được chủ ngữ trong câu kể ai thế nào, chúng ta đặt câu hỏi: ai, cái gì, con gì? Muốn xác định vị ngữ, chúng ta đặt câu hỏi: thế nào? Qua đoạn văn trên, chúng ta thấy được tác giả đã rất thành công trong việc sử dụng những câu kể ai thế nào để khắc họa những nét riêng của những người con trong gia đình ấy. Nếu anh Khoa hồn nhiên, sởi lởi, thì anh Đức lại lầm lì, ít nói. Còn anh Tịnh thì đĩnh đạc, chu đáo. Chúng ta hãy thử sử dụng những câu kể ai thế nào để kể về các bạn trong tổ của mình. Và đó cũng chính là yêu cầu của bài tập số 2. Kể về các bạn trong tổ em. Trong lời kể có sử dụng một số câu kể ai thế nào. Trước khi các con kể, cô muốn lưu ý chúng mình một số điều. Chúng ta nên lựa chọn những đặc điểm tiêu biểu của các bạn. Tránh việc kể trùng lặp một đặc điểm ở nhiều bạn. Chúng ta hãy nhớ đến các bạn của tổ mình và nghĩ xem các bạn ấy có những đặc điểm gì nào. Cô gợi ý cho chúng mình một số những từ ngữ chỉ đặc điểm của các bạn học sinh như xinh xắn, chăm ngoan, thông minh, hiền lành, ít nói, nghịch ngợm, học giỏi, đáng yêu. Chúng ta có thể kể: bạn Mai rất xinh xắn, bạn Mai thật đáng yêu. Nhưng các con nghĩ sao nếu cô kể: bạn Mai đã xinh xắn lại còn đáng yêu? Trong tổ của chúng mình cũng có thể có những bạn nam tuy nghịch ngợm nhưng lại rất thông minh. Để lời kể được hay hơn nữa, sao chúng mình không thử sử dụng biện pháp so sánh? Chúng ta có thể kể: bạn ấy chăm chỉ như một chị ong nâu.
nhút nhát như một chú thỏ con hay lại chu đáo như một người chị cả? Cô tin chắc rằng nếu chúng ta linh hoạt hơn trong việc sử dụng các từ ngữ thì lời kể của chúng mình sẽ càng thêm phần sinh động đấy. Các con lưu ý, chúng ta không chỉ kể đặc điểm của các bạn mà còn có thể phát triển lời kể để giới thiệu chung về tổ của chúng ta hoặc nói lên tình cảm của mình với các bạn trong tổ. Các con lưu ý, khi kể, chúng ta không chỉ kể về đặc điểm của các bạn mà còn có thể phát triển thêm, giới thiệu chung về các bạn trong tổ của em hay nói lên tình cảm của mình với các bạn. Bây giờ là lúc các con suy nghĩ và nhớ về những người bạn của mình. Chúng ta đã nghỉ học một thời gian dài, nhưng cô tin chắc rằng với gần 4 năm học bên nhau, các con sẽ có rất nhiều điều đáng yêu để kể về các bạn của mình. Và chú ý, trong lời kể có sử dụng những câu kể ai thế nào. Như vậy, cô cùng các con vừa tìm hiểu về câu kể ai thế nào. Hẹn gặp lại các con ở những bài giảng sau.